Hello anh em, mình là Ken Moton. Ở clip hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách mà tháo cái bộ lọc tấm lọc gió ở đây ra để kiểm tra và thay thế nếu cần. Ok, thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách tháo cái tấm lọc gió. Thì tháo cái tấm lọc gió của cái xe Vision này cũng như những cái xe ga đời mới nói chung bây giờ thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Thì anh em chỉ cần chuẩn bị cho mình một cái tô vít đó. Và một cái ở trên con Vision này thì anh em sẽ phải chuẩn bị cho mình một cái lục năm để anh em tháo một cái con ốc vào đây. Ở đây nó sẽ có hai con ốc vào đây đó. Thì mình đã tháo hết rồi thì mình chỉ để lại hai con ốc vào đây thì mình làm clip cho nó nhanh. Và cái clip hôm nay ấy, thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách mà phân biệt tấm lọc gió zin và tấm lọc gió lô nhé. Ok, thì cái xe này bây giờ là mình sẽ tháo ra để mình thay cái tấm lọc gió. Anh em chú ý cho mình là cái tấm lọc gió của những cái xe ga đời mới bây giờ, nếu mà tấm lọc gió zin nó sẽ là tấm lọc gió tẩm dầu. Thì anh em có thể đi từ 3 cho đến 5.000 km. Đó. Bây giờ là mình sẽ bỏ cái này ra để mình sẽ chia sẻ với anh em. Ở trên cái tấm lọc gió của cái xe Vision này nó có những cái lỗ ở đây bắt ốc này. Đó. Thì anh em sẽ phải tháo hết những cái con ốc này ra, anh em sẽ rút được cái nắp ở ngoài cái tấm lọc gió này ra. Ok, anh em đã nhìn thấy cái này nó rất là bình này. Đó. Đây là tấm lọc gió lô anh em nhá. Cái tấm lọc gió lô này khi anh em tháo ra, anh em miết tay như này nó sẽ bay bụi đi. Thì cái tấm lọc gió này có thể là vệ sinh để tái sử dụng lại được, nhưng anh em tốt nhất là nên thay đi. Ok, thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà phân biệt tấm lọc gió zin và tấm lọc gió lô. Ok. Đó. Thì mình sẽ dây dịch cái máy này ra. Ok, thì đây là mình sẽ có một cái tấm lọc gió zin. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ bóc cái tấm lọc gió zin này ra. Thì mình sẽ làm cái so sánh nhanh cho anh em có thể phân biệt được đâu là tấm lọc gió zin và tấm lọc gió lô. Ok, thì bây giờ là mình sẽ giơ hai cái tấm lọc gió này lên. Anh em thấy sự khác biệt không ạ? Đó. Thì ở đây nó sẽ là có chữ của Honda và ở đây nó sẽ có cái tem lưu ý cấm vệ sinh. Không được vệ sinh tấm lọc gió, chỉ thay thế mới khi bảo dưỡng nha anh em nhé. Đó, thì ở bên này nó ở đây nó sẽ ghi là HMKZL. Thì đây nó cũng ghi là HMKZL. Cái KZL này nó sẽ là mã dành cho cái xe Vision đời cũ ở đây. Đó. Thì cái hình thức bên ngoài nó sẽ là giống nhau. Thì cái tấm lọc gió của thằng Vision này, tấm lọc gió zin chính hãng thì nó sẽ là tẩm dầu. Anh em sờ vào đây nó sẽ ướt tay. Đó, anh em thấy nó ướt tay. Thì còn cái tấm lọc gió lô thì nó sẽ có loại là có tẩm dầu, có loại là không tẩm dầu anh em nhé. Ok, thì bây giờ là mình sẽ quay cái mặt sau cho anh em coi. Đó, anh em nhìn nguyên cái lưới ở đây anh em đã phân biệt được luôn. Cái lưới của thằng lọc gió zin, đây là lọc gió zin anh em nhé. Thì cái tấm lọc gió zin thì cái lưới này nó làm rất là dày. Ở trong nó cũng có những cái họa tiết lỗ ở trong anh em nhìn rất là mờ. Còn cái thằng lọc gió lô thì ở đây thì anh em nhìn rõ một mồn luôn. Cái lưới này rất là thưa. Đó, đây là cái cách mà phân biệt tấm lọc gió zin và lô. Ok. Đó, rất là đơn giản thôi. Còn những cái tấm lọc gió của những cái dòng xe khác như Ablet hay là Lit liếc các thứ đấy thì nó cũng tương tự, cái cách phân biệt nó cũng tương tự như thế. Cái tấm lọc gió này nó cũng đòi hỏi là luôn luôn phải sạch sẽ, thông thoáng thì cái gió nó vào trong buồng đốt thì nó mới tốt. Còn ví dụ như cái tấm lọc gió này anh em nhìn nó bẩn như thế này luôn anh em ơi. Đây này, thế này đất bùn nó đầy luôn. Đó. Thì khi cái tấm lọc gió này nó sẽ làm những cái mép này nó không fit này, không chuẩn này. Thì anh em bắt ốp nó vào thì nó vẫn bị hở. Nó vẫn bị hở ấy là gì, thì đất bùn nó ở dưới, khi mình đi trời mưa đất bùn ở dưới nó sẽ văng lên và nó sẽ chui được vào tận đây. Còn cái tấm lọc gió zin ấy thì cái mép này nó chuẩn. Đó, thì ở đây nó có một cái rãnh hèm ở đây. Đó. Nó chuẩn thì nó sẽ không để cho nó hở, nó lọt bùn vào trong này. Đó, cho nên là anh em nên lưu ý khi đi thay ấy thì mình nên lựa chọn cho mình cái tấm lọc gió zin ở đây. Còn nếu mà anh em thợ mà thay cho ấy, thì chúng ta cũng có thể là kiểm tra cái tấm lọc gió này để tránh cái tình trạng là mất tiền mua lọc gió zin lại phải dùng cái lọc gió lô như này nhé. Thì cái lọc gió lô này nó lọc gió nó cũng không hiệu quả, nên là khi anh em đi tăng ga nó sẽ hơi bập bõm cái tiếng ga đầu của mình đó. Và anh em đi những cái nước ga sau, nước ga cuối ấy, thì nó hơi bị hụt ga. Đó. Thì cái cách thức mà tháo cái này để kiểm tra và tấm lọc gió lô và zin rất là đơn giản thôi. Ok.
Đó, thì cái clip tiếp theo ấy thì mình sẽ hướng dẫn anh em mà tháo cái bộ côn của cái xe Vision này ra mình bảo dưỡng. Cái clip trước thì mình đã hướng dẫn anh em tháo cái bộ côn của cái con Ablade để bảo dưỡng, nhưng mà cái clip của mình đang thực hiện dở dang thì mình có việc thì mình không thể tiếp tục quay clip được. Thì hôm nay là mình sẽ nhân tiện đây thì mình sẽ hướng dẫn anh em vệ sinh và làm bảo dưỡng cái buồng côn của con Vision này. Cái cách thức bảo dưỡng của buồng côn của con Vision này cũng như là LED này, LED nói chung là các cái dòng xe gai của Honda là cái cách bảo dưỡng mà tháo lắp thì tương tự nhau. Đó, thì đây là cái phần bầu lọc gió của cái xe Vision đây. Nhiệm vụ của cái bầu lọc gió của xe Vision này cũng như là những cái xe ga nói chung này, nó sẽ là hút cái không khí trời, không khí ở ngoài tự nhiên vào trong cái bầu lọc gió ở đây, và nó được lọc không khí để nó giữ lại những cái bụi bẩn không khí ở cái chỗ cái giấy ở đây. Và khi cái không khí nó được lọc qua cái tấm giấy này rồi để nó ra cái mặt sau này, để nó vào bùng đốt ấy, nó sẽ là gió sạch anh em nhé. Đó, gió sạch để cung cấp oxy cho buồng đốt, để cái buồng đốt của các bạn vận hành một cách hiệu quả. Đó, thì cái tấm lọc gió này cũng rất là quan trọng đó. Thì nhiều anh em hoặc là nhất là các chị em đi xe thì thường là không để ý những cái tấm lọc gió này. Mình lưu ý với các anh em này, có thể là đi từ 3 cho đến 5.000 km, thì cái khuyến cáo ở nhà máy thì nó đưa ra nó sẽ là cái cây số nó nhiều hơn, nhưng thực tế ở trên cái con đường Việt Nam mình ấy thường nó rất là nhiều bụi bẩn. Thì cái xe này của mình, ví dụ là anh em có thể đi từ 3 cho đến 5.000 km là thay cái tấm lọc gió này một lần, chỉ thay thế là không nên vệ sinh anh em nhé. Đó, thì những cái đường mà trong nội đô, thành phố, nói chung là những cái khu đô thị sạch sẽ thì anh em có thể đi được lâu hơn, có thể là 5.000. Còn đi những cái đường huyện, đường chợ, đường linh tinh, đường hỗn hợp đấy thì nó rất là nhiều bụi, anh em có thể thay được cái lúc 3.000. Nói chung là tùy. Bởi vì là khi anh em tháo ra thì anh em có thể nhìn được cái bề mặt ở đây thì anh em có thể là phân biệt được. Đó, hoặc là khi anh em lên ga nó hơi bập bõm thì anh em có thể là thay cái tấm lọc gió này luôn. Đấy, để tránh cái tình trạng là cái xe của mình nó bị thiếu gió, nó sẽ đốt xăng nhiều hơn. Các bạn đi nó sẽ rất là hao xăng và yếu máy, nóng máy. Đó, thì cái cách lắp cái tấm lọc gió này vào cũng rất là đơn giản thôi. Chủ yếu là hôm nay là mình muốn là chia sẻ với anh em cái cách mà phân biệt cái tấm lọc gió zin và lô, và cái chức năng của cái tấm lọc gió này. Đó, thì khi mà anh em lắp vào thì anh em phải vệ sinh sạch sẽ cái khu vực ở đây, và anh em đặt cái tấm này vào. Ok, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ với anh em. Khi anh em tháo ra rồi thì anh em sẽ vệ sinh sạch sẽ cái khu vực ở đây, và vệ sinh sạch sẽ cái tấm này và anh em ốp này vào. Đó, trước khi anh em ốp này vào ấy, thì anh em sẽ lùa cái nắp nhựa ở đằng trước ở đây vào đây. Đó, thì anh em sẽ lùa cái nắp nhựa ở đây vào vị trí như thế này. Đó, thì anh em sẽ ốp cái này vào, và bây giờ là anh em sẽ lùa cái này ngược lại ở đây. Đó, lùa này ngược lại ở đây, và anh em bắt ốc. Và trước khi lùa này ngược lại ở đây, nó sẽ có mấy con ốc, thì anh em sẽ bắt con ốc này vào như này là xong. Đó, cái cách thức vệ sinh cái tấm lọc gió mà lắp lại cái tấm lọc gió cũng như là tháo cái tấm lọc gió của xe Vision này ra rất là đơn giản thôi. Ok, thì như vậy là mình đã chia sẻ và hướng dẫn anh em cái cách mà kiểm tra cái tấm lọc gió lô và zin, và hướng dẫn anh em cái cách tháo lắp. Ok, vậy là xong rồi. Nên mình đã chân thành cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi cái clip của mình. Và cái clip sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em là tháo cái bộ côn này ra. Thì bây giờ là mình sẽ tháo cái bộ côn này ra, mà mình sẽ không lắp cái này vào nữa. Thì mình chỉ hướng dẫn như thế là anh em đã đủ hiểu rồi. Ok, xin chào anh em. Cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi clip của mình.